chú anh chị cho các bạn nghe. Chào cô chú đi con. Thì buổi sáng ngày hôm nay hai cha con mình sẽ làm một cái clip. Thì vừa mới đi chợ về, chợ mua gì ta? Đi chợ mua heo. Mua gì heo? Thịt dạ. Heo, giò heo. Giò heo. Nhìn đây nè. Hai ba con mình đi chợ mua 2 kg giò heo. Nấu hủ tiếu ăn. Mà nãy ghé chỗ đó rồi, nó hết hủ tiếu rồi. Nên là về mình nấu nước lèo chút mình ăn với mình trụng mì mình ăn. Đây mình có mua giò với móng không nè các bạn. Đây thêm vài ngàn quyết. Thì bên đây mình có rau giá nè, hẹ, củ cải trắng, củ cải đỏ với hành. Thì thịt mình cũng trụng sơ qua rồi. Giờ nước sôi mình bỏ vô. Mình mua 2 kg gì mình nấu hết luôn. Nay con gái mình nó cũng thích ăn mấy cái giò này nè, giòn sực sực nó cũng chịu. Một nồi luôn. Rồi mình để đây cho nó chín rồi giờ mình đi gọt rau củ. Này quyết để chút nữa mình thả vô sau. Con gái đi học về luôn à. Đi học về còn lên tính hù hai cha con tôi hay gì á, thấy không ta? Đúng rồi. Nè quay lên chào cô chú nè. Hai chào chưa? Chào cô chú. Nãy mình có mua mấy gói mì nè các bạn, với hai bịch hủ tiếu. Chút mình trụng mình ăn với thịt. Giờ heo mình cũng gần rục rồi, giờ mình cho quýt vô nghe các bạn. Cho quyết mình cho rau củ rồi vô luôn. Nè, cho cà rốt. Củ cải trắng. Rồi mình nấu cho ba cái này nó mềm chín là ăn. Thịt mình chín rồi, giờ mình nêm hành vô nha các bạn. Nêm hành vô rồi múc ra ăn luôn. Đây mình có trụng 2 tô mì nè. Đây các bạn thấy cái giò không? Nè. Quá đã. Giò cục quyết. Cải đỏ. Cải trắng. Cải trắng. Rồi chan nước vô. Vậy là quốc được rồi. Vậy là quá tuyệt vời rồi. Thêm cái khoanh giò cái nữa. Hấp dẫn không? Ba cho con tâm xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chào cô chú. Thì món ăn mình nấu cũng chín rồi nè cô chú anh chị. Giờ mời cô chú anh chị cùng ăn với ba cho con mình nha. Mời cô chú. Chào. Bình an con trai mình ăn cái này nè. Ăn cái này là gì quên rồi, bánh khọt. Dời qua cái khác. Khá là ngon đấy. Khá là ngon đấy. Đây cho con miếng nước đây. Rồi nha muốn. Nó ăn quyết hả? Bỏ lên đây. Còn sống. Quyết còn sống, nhảy. Tại mình để mình trang trí cho nó có hấp dẫn thì mình gấp qua đây bớt nha các bạn. Hấp dẫn rồi. Để mình ăn. Hấp dẫn là cái gì đây? Rồi, ăn luôn. Đây mình ăn với giá hẹ. Cho rau vô. Hết tiền nó sẽ uống nước trước. Ừ, uống nước trước. Trời ơi, chào Long, mình nó xì. Xì mời các bạn nha. Xì giống như được vui vẻ.
Ngon. Dạ cô chú. Dạ con biết. Nước lên, nước lên. Ăn thử cái gì, cái gì nhiều, cái gì nhiều, hay cái gì? Cái đó là cái thanh giò. Cái thanh giò. Mềm không? Giòn, thật thật luôn. Mời các bạn này, nguyên cái móng giò luôn nè. Chấm mắm, mắm mặn. Mắm mặn là món gì? Bữa nay vợ mình đi tập huấn học ở nhà, huấn cho Bến Tre, chiều mới về nhà nấu ba cho con ăn, hay gì khỏi nấu cơm. Chưa mềm không, nó còn sợi 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 đúng không? Không được không? Ăn nóng. Nóng thì ngon. Món chút lấy một ngày mình ngồi chọn ngày sao đây vô vô trời nắng ăn cơm uống nước quá trời uống nước mà không uống nước.
đường này nữa. Để đi thêm một con. Nào gọi có thấy gì đâu. Ủa gọi có thấy gì đâu. Ăn bụi. Ăn bánh hả? Đây mình mời các bạn thêm một cục nữa nha. Vô. Vô. Mình có tú. Vô. Vô. Nè đi. Nhiều vô. No khỏi ăn luôn. Mời các bạn nha, tiếp tục. Ăn miếng mì chứ để họ nó nở. Tà le. Tà le hạt me. Mình hầm vào heo các bạn. Cái nước nó ra rất là đậm đà. Ngọt, ngọt thanh. Chúng ta tiếp tục. Vô. Mày thánh là gì vậy? Mày thánh qua mẹ làm. Bạn ăn món heo nè. Hầm ăn nó không có ngán. Nó giòn. Chấm mắm mặn. Ăn chắc là ớt vừa cay quá. Mời nó nhổ tôm lên.
Cà rốt có một. Mình có lai xét dễ xài. Thì clip của ba cha con mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại cô chú chị và các bạn vào clip sau. Bye bye, bye. Xin lỗi cô chú ạ. Xin lỗi cô chú.